Nhiều người chúng ta trong cuộc đời này nghĩ rằng bây giờ mình cố gắng mình sẽ giàu. Chưa chắc đâu. Những đức học Phật, những đức thấy rõ ràng luôn. Nếu như một con người mà không có cái phước từ hiếu với cha mẹ, từ không tạo phước duyên, quý vị có cố gắng cũng nghèo à. Thật sự, cố gắng cũng nghèo. Còn có những người, người ta có phước, dù người ta không cố gắng bao nhiêu mà người ta vẫn giàu. Vậy thì con người từ đâu mà có điều kiện và có được sự nghiệp? Là từ có phước mà có được. Có phước mà có được. Nên những đức từng hỏi ra câu hỏi rằng giàu kiếm tiền và gây dựng hạnh phúc, hai điểm này thì đi đoạn nào là đứng đầu? Rất nhiều người đều nói câu kiếm tiền rồi tới hạnh phúc, kiếm tiền rồi tới hạnh phúc, kiếm tiền rồi tới hạnh phúc. Những đức nói chưa chắc, hạnh phúc rồi mới kiếm tiền. Hạnh phúc rồi mới kiếm tiền. Nếu như gầy dựng được một gia đình hạnh phúc rồi kiếm tiền, tiền sẽ đậu. Còn kiếm tiền rồi mới hạnh phúc, có khi có tiền rồi gia đình lại tan nát. Rất là nhiều cặp vợ chồng bây giờ trong cái thời cuộc này, vì sao mà ly dị nhiều, biết không? Vì kiếm tiền nhiều rồi mới hạnh phúc. Nên ai cũng lao đi kiếm tiền, mà xa mặt thì cách lòng. Nó xa giết vợ chồng, nó xa lo làm ăn giết, đi kiếm tiền giết rồi nó xa mặt cách lòng. Rồi tự nhiên vợ chồng này khi có tiền lại chia tay. Khi có tiền mà nó muốn gây dựng hạnh phúc lại không có được nữa. Vì hạnh phúc của nó phải cần được sự bổ túc nuôi dưỡng. Nhưng mà bây giờ nó làm cho hạnh phúc bị tan vỡ rồi. Bây giờ có tiền cũng không mua được hạnh phúc nữa. Nên những đức nói rằng là phải gây dựng hạnh phúc rồi mới kiếm tiền. Khi có hạnh phúc thì dù kiếm tiền ít, nhưng mà vợ chồng sẽ mỗi người dành dụm. Còn lao đi kiếm tiền mà không có hạnh phúc thì mạnh ai nấy xài. Và khi có tiền rồi là mỗi người tự giữ chữ riêng. Lỡ có chia tay thì ai cũng có tiền. Cái xã hội bây giờ là đa phần bị cái tình trạng là mỗi người có tiền phải có một cái tài khoản riêng. Lỡ có chuyện gì thì mình vẫn còn tiền. Đúng không? Là vì họ lao theo cái việc kiếm tiền trước để hạnh phúc sau. Nên cái xã hội bây giờ ly dị nhiều là do cái bệnh này mà ra. Còn ngày xưa là người ta gầy dựng hạnh phúc, còn kiếm tiền cứ từ từ mà kiếm. Tuy nhà ta không có giàu nhiều như bây giờ, nhưng người ta lại được đầm ấm hạnh phúc. Quý vị nói bây giờ và 50 năm trước, 100 năm trước mình, thì quý vị coi cái thời gian ngày xưa người ta ít chia tay ly dị. Cái chuyện mà nói ly dị là thấy lạ quá. Còn bây giờ mà ly dị là giống như ăn cơm hàng ngày. Nó là một cái việc giàu lưu quen à. Gọi là ly dị là một cái lối sống mà gọi là họ thông minh á. Hợp thì sống, không hợp thì chia tay, kiếm mối khác coi có phù hợp không. Cái lối sống bây giờ là nó bị cái việc là thông minh quá. Bây giờ nếu không hợp thì đổi, nếu cảm giác không được đặc biệt thì đổi. Đổi coi nó có cảm giác đặc biệt mới không. Nên nó lao theo cuối cùng đó là gì? Nên chia tay ly dị quá trời. Khổ là gì? Mấy đứa nhỏ theo cha hoặc theo mẹ. Thấy không? Người ta ngày xưa người ta không có biết cái chuyện vợ chồng đến với nhau về cảm giác đâu quý vị. Nhưng mà con người bây giờ quá thông minh rồi, họ đòi hỏi cảm giác. Nó cảm giác người đàn ông đó, người đàn phụ nữ đó phải như thế nào. Nên nó thấy không phù hợp là nó đổi người. Nó đổi người khác. Còn ngày xưa là có khi người ta không yêu nhau luôn á, là người ta đến người ta cưới, cha mẹ phải gả liền. Có khi đứa con gái này đang ở trong đồng mà cỏ lúa, cha mẹ kêu ta lỡ cưới rồi kìa mày, về liền đi. Không biết cái giống gì đâu, bắt đi gả đại gả càng. Vậy mà ta bổ túc tình cảm từ từ, người ta lại trở thành một gia đình hạnh phúc. Người thấy không? Thí dụ như giờ quý vị đặt một câu hỏi, một xã hội phát triển mà mất gia đình, còn một xã hội không phát triển mà có gia đình. Bây giờ những đứa ngu nhất, những đứa cũng chọn có gia đình chứ không chọn mất gia đình. Chọn có gia đình thì công nhận không? Bây giờ tất cả những người nữ, ai mà không muốn có một gia đình im ấm, dù là nghèo ít tiền chút nhưng lại yên ấm, còn hơn giàu, giàu mà mất gia đình. Quý vị biết rằng á,
Gia đình là tế bào của đất nước. Nếu như đất nước chúng ta quá nhiều thành phần ly dị thì trẻ em sẽ khó được tiếp nhận giáo dục. Mà trẻ em khó được tiếp nhận giáo dục, như vậy thì con người về sau đâu có nhân tài đứng lên để lo cho đất nước đâu. Vì trẻ em bị bỏ rơi nên tệ nạn xã hội nhiều. Quý vị thấy phải, xã hội chúng ta càng ngày tệ nạn nhiều không? Tệ nạn rất là nhiều. Nhưng mà quý vị coi phải rõ ràng, bây giờ đi học bằng cấp nhiều không? Bằng cấp 12 bây giờ là thôi chuyện nhỏ quá. Chuyện đó là hình như nó quá bình thường rồi, đúng không? 12 là bằng cấp nó nhiều quá đúng không? Bằng cấp này là sử dụng để đi kiếm việc làm thì còn bé lắm. Còn ngày xưa dưới quê Nhận Đức, có Nhận Đức nhớ, có một chàng trai này tên Sanh, con của ông Hai Ứng, phía trên đó một chút. Sớm đó chỉ có một chàng trai này học tới lớp 12. Cha mẹ đi cắt lúa mướn, nhà không có đất, cắt lúa mướn để sống. Nhưng cố gắng cho người con này đi học, người con này rất siêng năng. Đi học xong về là cầm lửa hái đi cắt lúa phụ cha mẹ. Đi học về là phụ cha mẹ mọi việc hết luôn, rất siêng năng làm việc mọi mặt luôn. Sau này chàng trai này học qua lớp 12 xong, học qua bên sư phạm, sau này làm thầy giáo. Là ở sớm đó chỉ có một chàng trai này học tới lớp 12 mà có một nhân cách rất đặc biệt. Nếu mà bây giờ mà so sánh lớp 12 thời đó thì thôi chịu thua đi. Đại học bây giờ cũng không bằng lớp 12 ngày xưa nữa. Người ta có một nhân cách đặc biệt lắm, vì rất khó đạt đến học tới lớp 12 như vậy. Vì thấy không? Người ta tuy là ít có bằng cấp, nhưng có bằng cấp là chắc bằng cấp. Còn bây giờ bằng cấp nhiều. Đúng không? Có khi mà ra trường đại học luôn, ra trường luôn, ra là ngành này ngành kia luôn mà giảng thất nghiệp. Đúng không? Bằng cấp giấy, không có thật chắc. Đúng không? Buông ra để nói chuyện về nhân cách thì không biết gì cả. Thí dụ như bây giờ đưa lên thành tích, bạn phải học làm sao lớp học của bạn phải đậu hết. Nếu mà lớp học đó mà có ba cháu ở lại lớp, coi chừng có việc với cô giáo thầy giáo đó nè. Vậy thì phải lên lớp hết thôi. Còn ngày xưa bạn dùng năng lực của bạn, bạn học dở bạn ở lại lớp. Tôi ở lại lớp nè, lớp 1 tôi ở lại 3 năm nè. Bây giờ mà cô giáo mà dạy ở lại 3 năm là chắc là bị kỷ luật. Dạy học sinh mà ở lại 3 năm. Tôi ở lại 3 năm, năm lớp 1, 3 năm lớp 2, 6 năm, 3 năm lớp 3, 9 năm. Tôi ở lại 9 năm, tôi học đến lớp 3. Cuối cùng năm lớp 3 tôi làm lớp trưởng. Mà tôi học dở nhất lớp luôn. Mà tại sao cử tôi làm lớp trưởng? Vì tôi quá lớn. Mấy đứa nít nó sợ. Cuối cùng làm lớp trưởng luôn. Nên gọi là trung thành với cô giáo, trung thành với trường học, không muốn xa trường xưa. Hiểu không? Nhưng mà lạ thay, lại ngồi chơi với những cụ già, đồ người lớn tuổi, đồ nói chuyện, đồ hoạt bát, hỏi han đồ việc này việc kia rồi lại biết. Nhưng bây giờ có khi 12 mà chưa biết nói chuyện với người lớn tuổi, ngồi nói chuyện với người già khi không phù hợp, nói không vô, thấy không? Đó là cái nhân cách giao tiếp rất là dở. Nhân cách giao tiếp rất là dở. Ví dụ giờ Nhà Đức dạy các con này, các con học dù dở nhưng mà cái nhân cách giao tiếp các con mà giỏi là các con đạt liền. Còn học giỏi mà nhân cách giao tiếp dở thì chịu thua. Vì con người cần nhất là gì? Giao tiếp với con người. Con người cần nhất là giao tiếp với con người mà. Gặp người biết chào hỏi, biết dạ thưa, lễ phép. Nên những đứa dạy có con ba cái nền quan trọng mà cả đời phải nhớ. Tập nói thật, tập cho bằng được, tập nói thật. Các con đừng bao giờ nói thật là mình bị thiệt thòi, chưa chắc đâu. Có người sẽ nhìn ra các con, người đặc biệt sẽ nhìn ra các con là một con người nói thật. Vì sao nói thật là có chữ tín? Không tham, không tham cũng gây dựng được chữ tín. Mà nếu trong nhân quả đó là nói thật là con người, khi nói người ta tin, quả báo là gì đó.
Còn khi không tham, không tham thì đoạn nhân nghèo. Trong nhà Phật là nhân quả là gì đó. Còn lễ kính là con người được tôn trọng. Mình lễ kính người nên quả báo là mình được tôn trọng. Ba cái nền này các con gài dựng cho bằng được đi. Dù học dở nghe, nhưng sau này có sự nghiệp đó. Nói thật, không tham, lễ kính. Ba cái nền móng này những đức nhắc hoài luôn đó. Nhắc hoài thì các con nhớ đó, nhớ đó. Nên từ nơi đó mà việc này rất là quan trọng. Bây giờ một con người này học rất là giỏi mà đụng cái là giả dối, đụng cái là gạt người, đụng cái là ăn cắp đồ người ta. Vậy thì con người này ai dùng được? Có bằng cấp gì cũng không dùng được chứ. Chịu thua rồi. Còn các con đi học không có bằng cấp gì, những đứa có bằng cấp gì đâu. Những đứa là nhờ mình cấp bằng. Không có bằng cấp mà nhờ mình được mình cấp bằng. Nhận đức là không có được bằng cấp của nhà trường cấp cho, mà nhận đức được cái bằng cấp của chúng sinh cho. Ghê không? Chúng sinh bốn phương cho bằng cấp. Nó bây giờ từ nơi đó mà các con thấy nói chuyện ra mà người ta vui, mà người ta lại nghe được nữa chứ. Nghe được. Thấy không? Bây giờ các con học những đức mà sau này các con mà ngồi nói chuyện mà người ta nghe được là ngon rồi đó. Mỗi lần chỗ đám đông mà các con nói chuyện là người ta nghe, người ta kết các con liền là các con đạt. Còn nói chuyện mà không ai thích các con chịu thua. Học giỏi thì giỏi mà về quê nói trên trời dưới đất, nói trên mây. Giờ này không biết dưới biển bao nhiêu con sinh vật nó đang lội dưới được. Nói tàu lao, nói không đúng nơi đúng chỗ. Mình gặp ông già bà cả đơn giản mình nói bình dị thôi. Ai mượn nói trên trời dưới đất làm chi vậy? Rồi mà tự nhiên mình gặp người Việt Nam đi nói tiếng Anh. Mình gặp người Việt Nam mà nói tiếng Việt Nam thôi. Ví dụ như các con đi du học nước ngoài bao nhiêu năm con trở về Việt Nam, các con phải lấy cái nền văn hóa Việt Nam mình để áp dụng với người Việt Nam. Dù đi học ở đâu xa gì cũng vậy, đừng có bao giờ tự nhiên mình bị lai. Bậy quá. Mình lai là mình qua nước khác mình lai để cho nó phù hợp. Còn trở về nước mình là chánh tông Việt Nam. Nói văn tự đơn giản thì ta nó công nhận. Nhỏ này, thằng này đi học bao nhiêu năm nay mà về á, dễ thương ghê. Đơn giản, bình dị, bạn đồ cũng đàng hoàng. Nên tự nhiên mình qua du học nước ngoài, mình trở về cái bạn đồ nước của người ta đem về. Người ta về nước mình, ta nhìn mình, ta tưởng đâu là người ở đâu ra. Thấy mình lạ, người ta tránh xa mình. Nên con người mình phải biết được cái cách mà hòa nhập. Thấy không? Cái cách mà hòa nhập mình mới đạt thành công. Con người mình không hòa nhập sao mình thành công. Nên cái cách nói chuyện những đức là nó hòa nhập với cộng đồng, nó hòa nhập với mọi người. Văn tự đơn giản dễ hiểu. Các con về sao học có cao cỡ nào cao nhưng nói chuyện nói dễ hiểu á. Vì con người ta bây giờ đầu óc người ta nặng lắm, mà còn kêu người ta suy nghĩ cái lời nói của mình nữa là người ta mệt lắm. Nên mình nói làm sao cho người ta giải trí được nhẹ nhàng, để người ta đừng bị căng thẳng là mình đạt. Hiểu không? Nó những đức nói chuyện đơn giản giúp cho người ta giải trí. Khi giải trí rồi là sanh trí tuệ. Đúng không? Giải trí rồi sanh trí tuệ. Mà cái nền giải trí của mình nó không phải là phim ảnh, nó cũng không phải cả lương hay cả nhạc, mà cái nền giải trí của mình là giải trí giáo dục. Cái này mới đạt. Nền giải trí giáo dục. Đúng không? Đó. Nên sau này các con nghe, các con gặp bạn bè tổ chức sinh nhật á, các con lấy cái tư tưởng ý nghĩa sinh nhật này dạy cho các bạn. Chính bản thân các con làm đi. Làm được không các con? Dễ mà. Các con thấy cái tư tưởng sinh nhật này các con thấy thích không? Đứa nào thích đưa tay coi. Vậy là được rồi. Đưa tay cao lên. Rồi, tay đưa thấp. Rồi, để tay xuống đi. Đó, bây giờ từ hôm nay nghe, tuyệt đối sinh nhật là không có nhận một món quà nào của cha mẹ hết, mà tự các con phải đi dành tiền mua quà cho cha mẹ đó. Sinh nhật các con cũng mua quà cho cha mẹ, sinh nhật của cha mẹ các con cũng mua quà cho cha mẹ. Tuyệt đối không có đòi quà của cha mẹ. Và ngày sinh nhật tuyệt đối không có ra ngoài mà mua mấy cái đùi gà rán gì đó để ăn. Không có ăn cái đùi gà đó nữa, ăn bữa khác, chứ không ăn ngay ngày sinh nhật. Vì ngày sinh nhật mẹ mình sinh mình, mẹ mình khổ quá.
Mà bây giờ mình còn đi chặt cái đùi con gà, mẹ của con gà bị chặt đùi. Các con nghĩ đi, các con á, ăn cái đùi con gà là gà con bị mắc mẹ. Như bản thân chúng ta mà khi bị mắc mẹ mình sẽ đau buồn cỡ nào. Con gà con mà khi nó mà mắc mẹ nó sẽ kêu tội nghiệp lắm. Nó kêu sùm, nó kêu mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi mẹ, mẹ đâu rồi mẹ. Con gà nó kêu vậy đó, tại nó kêu cái tiếng khác. Chít, 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 chít. Nó kêu vậy chứ thật sự là mẹ ơi, mẹ, mẹ đâu rồi mẹ. Con thấy không, tội nghiệp ghê chưa. Gà con á, các con ăn cái đùi gà mẹ là gà con bị mắc mẹ, nghe chưa. Nên các con bây giờ hiểu ra nguyên lý này, không có ăn cái đùi của gà mẹ ngay cái ngày sinh nhật của bản thân mình, mà mình phải niệm Phật, làm cái điều gì thiện. Nếu ai mà làm được mỗi khi sinh nhật của mình mỗi năm vô chùa tu ngày để hồi hướng cho cha mẹ, vô chùa tu một ngày hồi hướng cho cha mẹ, nguyện cầu cho cha mẹ tôi được bình an, còn cha mẹ đã chết thì cầu nguyện cho cha mẹ được siêu thoát. Tồ ô, cái tâm này nó phước báo biết bao nhiêu mà nói. Thấy không? Đó. Nên mấy đứa gái vô chùa mình nó được dạy đàng hoàng chứ, thấy không? Các con á, thí dụ như vô trường học đi, thấy người ta học hơn mình đừng có ganh tị với người ta. Thấy người ta đẹp hơn mình cũng đừng có ganh tị với người ta, nghe không? Con gái thì ưa ganh tị lắm, thấy người ta cao mình cũng ghét. Thấy người ta đẹp hơn mình cũng ghét. Thấy người ta mua bộ đồ nào bạn mới mình cũng ghét. Các con mà có cái tâm đó là cái tâm hẹp hòi ích kỷ nhỏ mọn. Hiểu chưa? Người ta hơn mình mừng giùm người ta thì mình sẽ được hơn người ta. Khi người ta học cao hơn mình, người ta học giỏi hơn mình, năm nay thành tích người ta cao hơn mình mà mình mừng giùm cho người ta, thì mình tương lai mới lãnh đạo nó. Tí nó học cao mà mình lãnh đạo nó mới ghê chứ. Chính những đứa thấy rõ ràng luôn á. Hồi đó giờ những đứa á, hồi xưa ngoài đời đi làm cu ly đồ vậy đó, nhưng mà làm cu ly là làm trưởng cu ly. Ngộ ghê. Làm cu ly cũng làm trưởng cu ly nữa. Ngộ chưa? Còn vô chùa tu thì làm trưởng chùa. Ngộ ghê. Tại vì sao? Những đức thích đưa lên tư tưởng. Tiêm cái là ngồi chơi là lúc nào những đức cũng ngồi chính giữa mà ngộ lắm. Hồi đó giờ mỗi lần ngồi chơi những đức ngồi chính giữa lắm. Tại vì những đức nói chuyện nhiều. Nên nhìn nó cử những đức ngồi chính giữa nói chuyện không à. Viết làm trưởng ban luôn vậy. Ngộ ghê thấy chưa? Đó, thấy người ta giỏi, người ta học giỏi, những đức nói à mày học giỏi kệ mày. Tao học dở lắm. Mình ngộ vậy, mình lạ. Các con nên học cái tính này. Nó học giỏi thì học giỏi mà đừng ganh tị nó. Nó nói nó học giỏi quá giỏi mà nói tao thì học quá dở. Chứ không lẽ mình đi nói mình học được chứ. Mình học được thì nó không có ngon. Nó càng nói nó học giỏi chừng nào thì mình càng nói mình học dở chừng này. Thì hai vị trí này nó ngang nhau. Chứ sao? Hai vị trí nó ngang nhau. Thằng quá giỏi khen mình là học quá giỏi, nở mặt nở mày, còn mình nói tao học rất dở. Nhưng mà tao cũng cảm thấy hạnh diện với cái việc học dở của tao. Hiểu chưa? Thì cái thằng học giỏi kia nó nói ủa cái thằng này sao ngộ vậy ta. Tao không hiểu mày luôn nha. Tại sao mày học dở như vậy mà mày hạnh diện cái gì? Mình nói rằng là tao hỏi mày nè, không lẽ bây giờ tao học dở tao đi khóc, tao học dở tao đi buồn, rồi tao buồn rồi thầy cô giáo có cho tao học giỏi không? Tao đã cố gắng rồi mà tại tao học dở. Tao chấp nhận tao học dở à. Có gì đâu. Nên á, tao học dở nhưng mà tao mừng cho mày học giỏi. Tao có cố gắng tao cũng dở nữa. Nên từ nơi đó mà tao mong mày giỏi sau này mình thành đạt. Dù cỡ nào cũng bạn bè mày thành đạt là mày bỏ tao. Đó, thấy chưa? Cái nói chuyện đó thu phục á. Thu phục nhân tâm tao đó chứ không dẫn đâu nghe các con. Chưa chắc học dở mà thất bại đâu nghe. Chưa chắc học giỏi mà thành đạt đâu. Nhưng những đức nói con học giỏi học dở gì cũng thành đạt, chỉ cần có tư tưởng.
Nếu học dở thì càng, nếu học giỏi thì càng tốt. Học giỏi thì càng tốt, hiểu không? Bây giờ các con học giỏi, học siêng mà các con học tư tưởng của những đức nữa thì quá đỉnh luôn. Nó thật sự luôn á. Giỏi mà không kiêu ngạo ngã mạn, giỏi mà biết thương bạn bè dở. Các con nhớ ngay vô trường học nghe, đừng bao giờ cho rằng cái thằng học dở đó các con không chơi với nó. Có khi cái thằng học dở đó sau này thành đạt lớn hơn nữa. Đừng có bỏ nó. Học dở nên giúp nó, nâng nó lên. Thì con người các con sau này khi đi học đã tạo thành một cái dàn người đặc biệt. Sau này khi ra trường mình dùng tất cả những con người đó để kết nạp với nhau, làm những cái việc lớn trong cuộc đời. Đúng chưa? Người vậy mới ghê. Hồi xưa Nhân Đức đi vô chùa hay ngoài đời với ương ngồi nói chuyện này chuyện kia là tập trung người không à. Khi vô chùa Nhân Đức cũng tập trung người là nói chuyện. Nói chuyện Nhân Đức mới ban bố cho họ công việc làm. Cuối cùng từ từ Nhân Đức lên luôn, làm lãnh đạo luôn. Thấy chưa? Đó. Các con nhớ sự thành công nào cũng không phải một mình đâu các con à. Sự thành công phải nhiều đôi tay hỗ trợ mình. Nhân Đức làm bao nhiêu việc này các con coi, toàn là bên cạnh Nhân Đức, bao nhiêu con người ta làm đâu phải mình Nhân Đức đâu. Nhân Đức qua nói chuyện là kết luận. Còn người ta là người ta đi làm bao nhiêu chuyện á. Nên sự thành công người ta thấy Nhân Đức, nhưng thật sự là mỗi người nên nhìn bao nhiêu con người này giúp Nhân Đức thành công. Rồi bây giờ chúng ta về chùa ngồi đây làm gì? Bây giờ chúng ta phải nhớ nè, hòa thượng xây chùa. Chùa này hòa thượng xây đâu phải Nhân Đức xây đâu. Mà Nhân Đức được ngồi trong ngôi chùa hòa thượng xây. Thấy chưa? Rồi đồ ăn thức uống là mấy cô nấu, mấy cô dọn ra, mấy cô làm. Thấy không? Mà do Nhân Đức chỉ mấy cô làm. Đó. Hiểu không? Rồi xong hết dơn, rồi ngồi ghế đàng hoàng hết. Rồi xong Nhân Đức qua bắt đầu là múa tay múa chân. Thấy không? Người ta lại thấy Nhân Đức. Mà người ta không biết được bao nhiêu con người phải cùng với Nhân Đức để thành công. Sự thành công của Nhân Đức là những người kia đều thành công y rang, không có khác một chút nào hết trơn. Hiểu không? Đó. Tại vì cái duyên Nhân Đức đó, nó đứng ở trên, còn cái duyên người ta là đứng ở dưới. Nên trên dưới đó, nó đều là một nguyên lý. Nên Nhân Đức từng đọc cái câu gì ta? À, núi cao. Núi cao gì? À gì? Cái gì mà núi cao mà đừng chê đất thấp á. À, nếu mà chê đất thấp thì núi ngồi ở đâu? À phải không? Có nghĩa là mình cao mình đừng có chê cái người người ta ở dưới thấp. Nhờ người dưới thấp nó làm cái nền cho mình bước lên cao. Hiểu chưa? Đó, nguyên lý là vậy đó. À, nên từ nơi đó mà mỗi người mình á, sự thành công của mình phải nhờ rất nhiều người các con à. Đừng bao giờ chê bai người ta, đừng xem thường người ta. Đó, nên các con phải nhớ cái ngày sinh nhật ý nghĩa nghe. Ý nghĩa của ngày sinh nhật là tưởng nhớ công ơn sinh thành của ông bà cha mẹ. Và phải làm cái gì đặc biệt của ngày đó để hồi hướng cho ông bà cha mẹ của mình. Chứ không có đòi quà nghe. À, chùa mình bây giờ mỗi tuần thứ bảy sinh nhật đông. Bữa nay tới 20 người. Cũng thấy vui. Sau này các cháu khi lớn khôn cũng nhớ là những kỷ niệm, nhớ lại ngày xưa mình đi đến ngôi chùa đó. Mỗi năm mà có sinh nhật có được tặng quà, thầy tặng cho mình con heo để bỏ ống với cái máy niệm Phật đeo cổ ha. Từ khi còn nhỏ mà mình biết bỏ ống thì giống như biết tiết kiệm. Mà người mà biết tiết kiệm thì tự nhiên sẽ cảm giác được cái công cực khổ của cha mẹ kiếm tiền. Nghĩa là tặng cho con heo bỏ ống này không phải là đem tiền đưa Nhân Đức. Mà mỗi năm mà tới khi sinh nhật mua quà đồ cho cha mẹ, hoặc là các con có thể mua một món quà gì đó tặng ba tặng mẹ của mình,
từ đồng tiền mình tiết kiệm được để làm điều này. Đây cũng là một cái hành động giáo dục. Từ cái việc làm đó của mình mà sau này mình dạy cho con cháu mình sau này nó bị ảnh hưởng luôn. Giống như Đức từng nói rằng là giọt nước trước nhiễu làm sao, giọt nước sau nhiễu gì. Cái tâm của mình thương cha thương mẹ, cái tâm mình nghĩ đến công ơn cha mẹ, thì tức khắc con mình nó nhìn đó mà học theo thôi. Thí dụ như mình dạy con mình dễ nhất là do cái hành động mình đến với cha mẹ làm sao. Bây giờ hành động của mình đối với cha mẹ rất là tệ, bây giờ mình có dạy con mình sao cũng khó dạy, nó ngược vấn đề, nó chẹo lưỡi, nó không được. Giống như những đứa kể câu chuyện ở dưới quê, rõ ràng có câu chuyện này. Cái gia đình này nuôi trâu nhiều, mà thường đích ngày xưa dưới quê chăn trâu nó ưa hổn lì, dữ dằn lắm. Tại vì thường trâu nó lì mình quýnh nó giết mình dữ luôn, lay. Nên cái gia đình này ba đời là giọt nước nhiễu Iran. Từ đời trước con chửi cha đánh mẹ, tới đời thứ hai thì tiếp tục đứa con kia cũng chửi cha đánh mẹ, đời thứ ba cũng Iran luôn. Gọi là nó kéo cha nó ra ngoài đường nó đánh, xong tiếp tục con của nó kéo nó ra ngoài đường đánh, rồi tiếp tới đời thứ ba cũng Iran luôn. Vì thấy nhân quả ghê không? Mà ngoài đời người ta nhìn thấy người ta cũng ớn lắm á, nhưng để người ta điều chỉnh lại cái đạo đức người ta dành cho cha mẹ người ta thì lạ thay, người ta lại không điều chỉnh lại, mà người ta chỉ thấy người ta sợ, thấy ớn vậy thôi. Nhưng mà để người ta để điều chỉnh lại sống cho đúng đắn cho tốt thì ngộ thay, người ta khai không gặp cơ hội như mình được ngồi nghe gì, hiểu không? Không gặp cơ hội. Nên một con người mà mình được tiếp nhận giáo dục là mình có phước lắm quý vị. Nên sinh nhật, những đức thường nói rằng sinh nhật là để mình tưởng nhớ công ơn cha mẹ chứ không phải đòi quà. Rất nhiều đứa nít bây giờ ngày sinh nhật là đòi cha mẹ phải cho này, cho kia, cho nọ. Có khi cha mẹ nghèo phải làm tần tảo sớm hôm cực khổ để dành tiền để ngày sinh nhật của con mình mua cái gì đó cho con mình, rồi đãi cái gì đó để cho con mình nó rủ bạn bè đến. Trong khi cha mẹ mình cực khổ làm không dám ăn, mà lại vì mình, mà trong khi mình chưa phụ giúp được cha mẹ cái gì chứ, mà để cho cha mẹ phải cực khổ để nghĩ vì mình. Tại vì con mình chưa hiểu chuyện, con mình thấy các bạn khi sinh nhật được mua quà, được đãi các bạn. Bây giờ dù nghèo nhưng mà cũng phải có quà, phải có tiền để đãi các bạn, nếu không con sẽ dậm chân, sẽ buồn. Cha mẹ sợ con buồn nên cha mẹ phải làm điều đó đối với con. Nếu bây giờ các con nghe mà biết chuyện một chút á, thì phải nhớ rằng bây giờ mẹ cha mình đổ 3 giọt mồ hôi, không lẽ bây giờ mình muốn cho cha mẹ mình đổ thêm 7 giọt nữa. Cha mẹ mình có thể làm lụng chảy một giọt máu, không lẽ mình muốn cho cha mẹ mình đổ thêm máu hay sao? Nên bản thân của mình sinh nhật không phải là để đòi quà của cha mẹ cho, mà sinh nhật là để tưởng nhớ công ơn sinh thành của cha mẹ. Việc này nó rất là đúng luôn, cực kỳ đúng, hiểu không? Nó ngày sinh nhật nó có một ý nghĩa giáo dục rất sâu sắc. Thí dụ như một con người chúng ta sinh đến với cuộc đời này, nếu như đã sinh đến cuộc đời này mà chúng ta sống những ngày tháng vô nghĩa, sống có ý nghĩa gì chứ, thì mừng chi cái ngày sinh nhật đó? Ngày sinh nhật đó mừng làm gì vậy? Có ý nghĩa gì đâu mà mừng ngày sinh nhật. Nhận Đức nói, chính bản thân của Nhận Đức khi sinh ra đời nghèo khổ, khổ quá trời luôn, cầu có cơm ăn áo bặn cũng mừng à. Nghe nói cái chuyện sinh nhật là cảm thấy mắc cỡ. Dù ngày xưa chưa biết đạo gì hết, nhưng mà cái cảm giác mà nói là bản thân mình nói tổ chức sinh nhật thì việc này mình chạy theo thời thế mà bản thân mình không phù hợp.
cảm thấy bản thân mình không phù hợp, tự nhiên nghĩ mình như vậy, thấy mình không phù hợp. Nên từ nơi đó mà những đức nghĩ rằng nếu như cuộc đời mình đến cái cõi này mà mình sống những ngày tháng có ý nghĩa, làm những việc có ý nghĩa, cuộc đời cái lớn khôn, sống giúp người, làm việc lợi ích cho người, hoặc là nhỏ gì cũng là một gia đình, gia đình mình phải được hạnh phúc tốt đẹp, vậy thì cảm thấy còn mừng khi bản thân mình sinh ra đời mà được cái sinh nhật tưởng nhớ đến ngày mình sinh đến cõi này. Đúng không? Mình thấy không? Như ngày Đức Phật đản sinh, toàn cầu người ta tổ chức ngày Đức Phật đản sinh đến cõi đời. Rồi ngày Giáng sinh của Đức Chúa Giêsu, người ta tổ chức rất là linh đình, rất là lớn, ta mừng. Tại vì toàn là những con người đến với cuộc đời này làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời không à. Còn nếu như bản thân chúng ta đi đến đây đi tạo nghiệp không mà mừng chi đi đến đây. Sống mấy chục năm rồi cuối cùng mình đi đọa càng sâu thì mới làm gì. Nên ngày sinh nhật là một cái ý nghĩa giáo dục cực kỳ sâu sắc, để mỗi năm mình tưởng nhớ và nhắc mình bổn phận làm con của mình đã làm được điều gì cho cha cho mẹ. Có khi ở bên cạnh cha mẹ lại đòi quà, đòi tiền, đòi này đòi kia, nhưng khi có gia đình riêng lại lo cho một gia đình nhỏ của mình, rồi quên đi công ơn sinh thành của cha mẹ. Tuy cũng nhớ nhưng bận việc của gia đình mình mà không có thể làm được cái việc hiếu với cha mẹ của mình. Đến khi cha mẹ chết đi thì bản thân mình cảm thấy mình hối hận, vì hối hận khi lúc cha mẹ còn sống bản thân của mình lại không có phụng dưỡng cha mẹ. Cảm thấy rằng bản thân mình hối hận, ước gì thời gian quay trở lại mình sẽ cố gắng hiếu với cha mẹ khi cha mẹ còn sống. Mình chỉ là ước thôi, chứ sự việc nó đã qua rồi, ước gì vậy. Nên bây giờ tất cả các con được nghe gì nè, sinh nhật không có đòi quà của cha mẹ, mà chính bản thân mình bỏ ống heo này nè, là ngày sinh nhật mình mua bánh kem để cắt bánh kem đãi cha mẹ mình, chứ không phải đãi bạn bè. Cha mẹ anh chị còn chưa được, làm gì tới bạn bè, hiểu không? Nó phải đi từng cấp chứ. Ngày sinh nhật là ngày mẹ mình sinh mình, mà trong kinh Du Lan Phật nói thập tử nhất sinh. Cha mình thì quay quằn ngoài phòng đẻ, khi thấy vợ mình chưa đẻ được thì ổng lăn quằn, ổng chạy đôn chạy đáo như gà mắc đẻ, lo âu vô cùng. Còn nhiều ông hút thuốc thì đốt điếu thuốc này tới điếu thuốc kia, trong lòng cảm thấy lo âu, không biết đẻ được chưa, đúng không? Vậy mà mình được sinh ra đời, mẹ mình đau đớn khổ cực 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, giống như gần chết mới sinh ra được con. Vậy mà mình lựa ngay ngày sinh nhật mình ăn nhậu, mình chỉ biết mừng mình sinh ra đời, mà mình quên mất tiêu đi cha mẹ mình như thế nào để sinh mình được ra cõi đời này, và nuôi dạy mình như thế nào để mình được nên người như vậy. Mà mình chỉ biết ngày sinh nhật mình là rủ bạn bè đi nhậu, đi ăn đi uống rồi đi karaoke, nhưng mà cha mẹ mình thì nằm chon hỏn ở nhà, bản thân mình không ngó ngàng đến. Quý vị thấy cái sinh nhật vậy nó có nền giáo dục gì không? Không có cái gì là giáo dục hết chứ. Nên bây giờ mình nhắc nhở các cháu là ý nghĩa của sinh nhật là gì? Là ngày đó dù mình ở đâu đi chăng nữa, mình cố gắng mình trở về thăm cha thăm mẹ của mình mới là đúng thật sự luôn á. Nó không phải là ngày sinh nhật mình để cho bồ bịch gặp nhau đâu. Bậy. Dù mình có bạn gái bạn trai đi chăng nữa cũng dẫn về nhà gặp cha mẹ ngày đó nữa. Bạn gái bạn trai mình hỏi: "Ồ, sinh nhật của anh của em mà tại sao không đi đãi chỗ nào riêng ngồi chơi đồ, nói chuyện tâm tình đồ?" Nói: "Bây giờ anh hỏi em nè, tâm tình của hai đứa mình mà không có mẹ sinh ra lấy gì có mà tâm tình? Không có cha mẹ sinh lấy đâu ra mà tâm tình?" Thì con nhỏ bạn gái của mình nó cảm thấy khâm phục người đàn ông này. Nó cảm thấy là người đàn ông này nó gỡ thân phận đúng rồi. Vì người đàn ông này ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn. Đúng rồi đó. Rồi mai mốt tới sinh nhật nhỏ bạn gái mình thì mình dẫn nó về nhà nó, để cho nó làm cái công ơn gì đó với cha mẹ. Mua cái bánh kem, một món quà gì đãi cha đãi mẹ. Chứ không phải là đãi em đãi anh đâu. Không phải là đãi hai đứa này đâu. Còn hai đứa mày thì không có chứ nha. Làm gì có chuyện sinh nhật của anh mà tặng quà cho em hay tặng quà cho anh, không có đâu. Tặng quà cho cha mẹ mới là đúng. Cái hành động đó rất là đúng, rất là nhân văn quý vị. Để giúp cho con người ăn trái nhớ kẻ trồng cây.
Hiểu không? Rất rõ ràng. Nên nó sinh nhật mình ở chùa tổ chức á, là tặng cho các cháu con heo bỏ ống, để các cháu biết tiết kiệm từng đồng tiền nho nhỏ tiết kiệm để làm chi, để sau này biết được công ơn của sinh thành của cha mẹ và kiếm tiền bạc cực khổ làm sao. Rõ ràng nó mỗi việc mình làm, mình dạy các cháu, rồi thêm cái máy niệm Phật. Vì chính cuộc đời Nhật Đức gặp pháp môn niệm Phật này mà Nhật Đức á, có thể thay đổi cuộc đời và làm nhiều việc ý nghĩa trong cuộc đời. Nên Nhật Đức muốn dạy các cháu phải biết niệm Phật, dù sống trong cái trường hợp hoàn cảnh trở ngại gì, các con phải niệm Phật. Đúng không? Ý là như vậy. Mà trong cái máy niệm Phật này giờ nó có 3 bài pháp ngắn nữa chứ, nghe đi nó có lợi ích lớn cho mình. Nên mỗi người mình được nhắc nhở một chút gì đó, nó tự nhiên á. Bây giờ các con ở đây nghe được cái bài giảng á, sinh nhật có ý nghĩa gì này, thấy không? Nó nãy giờ mấy cái điều như Đức nói quá dễ hiểu, mà rất là nhiều người lớn mình cũng đã làm sai rồi đó quý vị. Rất nhiều người lớn mình là mình đã sai rồi đó. Quý vị nghe điều này, quý vị hãy suy nghĩ đi. Sai rồi đó, mình chưa làm được điều này đó. À, có khi mà mình làm với cha mẹ mình thì cha mẹ mình nói mày sao làm tao ngại quá. Có khi cha mẹ lại nói câu nói kỳ cục vậy đó. Tại vì sao quý vị biết họ ngại không? Vì cái nhân quả không tương đồng. Nó đã quá nhiều đời, nó quá nhiều đời, toàn là cái gì? Toàn là sinh nhật thì tặng cho bạn bè, hoặc cha mẹ phải mua quà cho con, nó đi từng đợt người. Nó không có lặp lại được. Nên bây giờ mà nói mà tự nhiên mình lo cho cha mẹ gì, cái cha mẹ cảm thấy ngại, thấy ngượng ngạo. Nên có những cái chương trình mà người ta gửi chân cho cha mẹ ngồi mà thật sự mà nói nó nhột nhạt mà còn hơn cái gì nữa. Tại vì bản thân mình không có gửi chân cho cha mẹ mình, mà con mình nó gửi chân cho mình, nó nhột nhạt. Rất là nhột nhạt. Nên bản thân mỗi người chúng ta, quý vị à, cái nhân cái quả trong cuộc đời nó phù hợp, nhưng mà nhột gì cũng phải lặp lại. Lặp lại thì nó sẽ có cái quả thù thắng. Nhớ phải lặp lại nghe, điều chỉnh lại cho nó đặc biệt, cho nó tốt. Nhớ đó. Nên mỗi một người mình á, mình nghe được á, giáo dục nó lợi ích lớn lắm quý vị. Nên con người sống trong cuộc đời này, ai mà không muốn hạnh phúc? Mà muốn hạnh phúc mà mình không chịu nuôi dưỡng hạnh phúc, sao có hạnh phúc? Bây giờ Nhật Đức đọc tên sinh nhật bữa nay nè. Bùi Thị Phương Thảo 7 tuổi, Diệu Tiết 54 tuổi, Định Thiện Minh 9 tuổi, Đỗ Phạm Tiến Thịnh 7 tuổi, Nguyễn Thị Trúc 84 tuổi, Nguyễn Thị Tiết Loan 41 tuổi, Phan Thị Nhung 16 tuổi, Diệu Kim 58 tuổi, Lê Ngọc Quỳnh Lam 15 tuổi, Chu Thị Thanh Nhàn 69 tuổi, Nguyễn Bạc Tỷ, rồi tên này hay quá, Nguyễn Bạc Tỷ 12 tuổi, Nguyễn Hoàng Thiên Hưng 9 tuổi, Phùng Ninh Thiện Văn Thiên Văn 12 tuổi, Võ Thị Thanh Ngân 32 tuổi, Trung Khánh Linh 28 tuổi, Lê Nguyễn Tấn Kiệt 11 tuổi, Lã Ngọc Anh 11 tuổi, Lê Thì Dung 27 tuổi, Trương Vũ Quỳnh Mai 13 tuổi, Nguyễn Lê Thảo Ly 15 tuổi. À, lên đây. Rồi đây, tặng quà nghe. À, rồi, đây. Nè con. À, bà cụ cũng được con heo luôn. Về tặng cho cháu. Rồi con, được rồi con. Nè con, tặng con heo luôn cho con nè. Rồi đây. Nhớ về đeo máy niệm Phật nghe. Máy quay phim quay mấy người sinh nhật coi, làm kỷ niệm coi. Này con, cầm chắc nghe, rớt là bể á. Đây, đây, ai chưa có bước lại đây. À, máy quay phim quay mấy người sinh nhật coi. Nè bé con. À, ừ. Nè con. Còn không? Còn mấy người? Còn một bé chưa có, để đem ra sau con.
À giờ chúng ta chắp tay niệm 10 câu Phật hiệu để mình hồi hướng cho ông bà cha mẹ mình còn sống và cầu siêu cho ông bà cha mẹ mình đã mất nghe. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Di Đà Phật. Nam mô A 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 Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.